Tập 9. Cẩn thận chút. Từ từ thôi. Ai thế? Bắt lấy hắn. Đi. Đuổi theo. Tư Tam, đi mau lên. Lúc em đi vào gõ cửa trước được không? Em không có tay à? Anh giải thích với em xem. Anh bắt mọi người mạo hiểm tính mạng giúp anh lấy thứ này về, rốt cuộc là thứ gì vậy? Ai cho em xem thứ này? Anh nói trong tủ có đồ quan, tất nhiên em phải mở ra xem coi là gì rồi. Đưa đây. Anh nói rõ ràng cho em, chỉ là cái thứ cũ nát này mà anh bắt mọi người mạo hiểm, rốt cuộc là tại sao chứ? Em cũng phải đưa anh trước, anh mới nói rõ ràng với em được. Không tin em tự xem đi. Em đã xem rồi, chỉ là một khoản hối lộ của Thanh Bang. Anh cho rằng dựa vào cái này thì có thể đối phó Thanh Bang sao? Ai nói là để đối phó Thanh Bang? Anh muốn đối phó với đám người được hối lộ. Đừng chạm vào em. Quận Dương Mẫn Dĩ Sát Cáp, Quận Dương Vinh Khánh, Công Bộ Thượng Thư Đại Nhân Thần Phú Tường, Lại Bộ Thị Lan Đại Học Sĩ Từ Trường Bảo. Đây đều là những người mà cũ em muốn đối phó. Thu thập tội những người này là nhiệm vụ đầu tiên anh nhận được sau khi nhậm chức. Còn những thứ viết trên đây đều có thể giúp cũ em thực hiện mục tiêu của ông ấy. Điền gia, những vị đại nhân gần đây đã xảy ra chuyện đều ghi danh tính rõ ràng trong sổ sách của chúng ta. Thời khắc quan trọng, sổ sách của chúng ta lại bị mất. Có phải trong triều có người muốn đối phó chúng ta hay không? Lão Từ ơi lão Từ, ông vẫn chưa nhìn rõ. Nhiếp Chính Vương Triết Dược Bang làm việc, tất nhiên phải phế già thay trẻ rồi. Trong lúc này luôn cần có một số cái cớ. Vậy nhận hối lộ của chúng ta chính là cái cớ của họ. Cho nên kẻ họ muốn đối phó là người nhận tiền, chứ không phải là người tặng tiền. Ý của ngài là sổ sách đó ở bên ngoài cũng là một phiền phức. Tìm cơ hội lấy nó về. Tìm cơ hội lấy nó về sao? Tên Sùng Lợi Minh này vẫn nên làm bạn bè tốt hơn.
Vì thế người mới để Sùng Lợi Minh đi lấy sổ sách này. Vốn dĩ ta muốn tiểu tử này điều tra tội chứng của những kẻ này, không ngờ hắn lại điều tra được thanh bang hối lộ bọn họ, cũng rất thông minh đấy. Nhưng cấu kết với thanh bang, hối lộ nhận tiền đều chỉ là tội nhỏ mà thôi. Muốn nhổ cỏ tận gốc bọn họ e là rất khó. Chỉ cần tra được tội chứng là được. Sùng Lợi Minh xem như đã lập công. Tốc độ của chúng ta vẫn phải nhanh một chút, tuyệt đối không được trì hoãn. Cho dù mạo hiểm đắc tội cả đám người cũng rất đáng. Con hiểu rồi. Gần đây Sùng Lợi Minh đang làm gì? Mấy hôm nay anh ta đều không ở công quán Thần Cơ Doanh. Phải để ý nhiều đến hắn, quan sát hắn xem rốt cuộc làm gì bên ngoài. Dừng. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Lão bác, xin hỏi Đổng Gia Áo đi đường nào? Đổng Gia Áo à, vượt qua ngọn núi này là đến. Còn phải vượt núi sao? Nhưng không ngờ là ở nơi cách kinh thành không xa lại còn có cảnh đẹp như vậy. Đây là hoa gì thế? Hoa này gọi là hoa Phụng Linh. Hoa Phụng Linh. Cái tên hoa Phụng Linh sớm nhất có từ Sơn Hải Kinh. Tương truyền xa xưa, tộc Phụng Hoàng và tộc Độc Long giao tranh. Cuối cùng, sau khi tộc Phụng Hoàng chiến bại, bị đuổi đánh đến nơi này, đã hóa thành linh hoa. Nhưng Phụng Linh Hoa này cũng rất thần kỳ. Nó chỉ có thể sống trên ngọn núi này. Một khi dời chỗ khác, cho dù cẩn thận bảo vệ thế nào, trong vài ngày nhất định sẽ chết. Cũng thần kỳ nhỉ. Hoa đẹp, mật càng thơm ngọt. Nào nào tiểu tử thử xem. Thế nào? Được, mùi vị này đúng là không tệ, cảm ơn. Hoa đẹp mật ngọt, nhưng đến mùa hoa kiếp lại có thể giết người đấy. Hoa kiếp là ý gì? Hoa Phụng Linh này không tầm thường. Đất trồng nó mỗi năm đều phải qua đốt lửa làm sạch, gieo hạt lại. Năm sau hoa mới có thể nở tươi tốt, mật mới có thể sinh ra nhiều hơn, ngọt hơn. Nhưng một khi đốt những bông hoa này, mùi hương bốc ra sẽ khiến người khác chóng mặt qua mắt, thần trí bất minh, hoặc thậm chí sẽ khiến người ta mất trí mà chết. Đáng sợ thế à? Nghe cũng thú vị đấy. Được, đẹp đấy. Cậu đi thông thả nhé. Hôm nay Liên Di đích thân đến thăm chính là để xin lỗi các vị đại gia. Tôi nói này Liên gia, anh đến xin lỗi có phải đã phô trương quá rồi không? Chuyển đồ thẳng đến Thần Cơ Doanh à? Kinh thành này ai mà không biết? Thần Cơ Doanh là chỗ của Bối Lạc gia. Tiểu nhân đưa chút lễ vật, ai dám đối gì chứ? Từ lâu đã nghe nói Bối Lạc gia và các tiểu gia của ngài đều là học sinh ưu tú, du học từ Tây Dương về. Chắc là toàn thích những món đồ Tây Dương. Tôi đây đã đích thân chọn một số rượu Tây thượng hạng, đặc biệt là đến ban tặng cho ngài.
Anh cũng khách sáo quá rồi đó. Mời vào trong. Rượu vang tha lệnh pháp. Chai này không dễ có đâu. Chỉ cần ngài thích, sau này mỗi tháng tôi đều tặng cho ngài. Được, vậy chai rượu này tôi nhận. Vất vả Liên gia rồi, tôi không tiễn đâu nhé. Đừng mà, ngài như thế là trêu đùa ta rồi. Sao ta lại trêu đùa anh chứ? Ngài nhận đồ rồi, nhưng tôi vẫn chưa được gặp người đấy. Anh muốn gặp ai? Bối Lạc gia đó. Anh phải nói sớm chứ, bây giờ nói cũng đâu có muộn. Ngài ấy không có ở đây. Vậy cũng không sao. Có một chuyện tôi nói với ngài cũng vậy thôi. Chuyện gì thế? Chuyện nhỏ còn được, chuyện lớn tôi không làm nổi đâu. Chuyện nhỏ? Tuyệt đối là chuyện nhỏ. Ngài đây, chỉ cần búng ngón tay là làm được. Liên gia, chỉ xem giá cả, tôi thấy chuyện này không nhỏ đâu. Không không, thật sự là chuyện nhỏ. Anh nói tôi nhận tiền anh, không làm xong gì cho anh, vậy thì không tốt cho lắm. Ngài nói gì thế? Nếu không làm được, vậy cũng xem như tôi biếu tặng ngài. Nói xem chuyện gì trước đi. Mấy hôm trước, ngài và các anh em của ngài buổi tối đến Thanh Bang Thượng Lâm Tiên Quán chúng tôi lấy đồ. Đám thuộc hạ đó của tôi không có mắt, lại ra tay ngăn cản các ngài. Nghe nói hình như còn làm bị thương Tư Tham Gia, Liên Dị. Anh đi cả vòng lớn như vậy, chẳng qua là muốn lấy lại sổ sách trong tủ bảo hiểm thôi mà. Đại tổng quản Khả Giang Tân của Thần Cơ Doanh quả như là người thông minh. Tôi biết sổ sách đó đại nhân trong triều vẫn còn dùng đến. Không vội, đợi các ngài ấy dùng xong, ngài cứ phái người nói với ta một tiếng, khi nào tiện rồi trả sổ sách đó cho tiểu nhân là được. Chuyện này không dễ làm đâu. Không, không vội. Ý của tôi là đợi trên đó dùng xong, ngài phái người báo tôi một tiếng, tôi tự đến nhà lấy. Ngài cũng biết, thứ đó dù gì cũng là của Thanh Bang, rơi vào tay người ngoài, trong lòng tôi nói sao cũng không yên tâm. Liên gia làm việc quả nhiên có đầu đuôi. Được, vậy đến lúc đó tôi nói vài câu giúp anh. Vậy ở đây tôi xin cảm tạ trước. Không tiễn, cáo từ. Năm ngàn lượng, đừng cử động. Không phải. Được đấy, Khả Văn Tân. Nhưng lúc anh không ở đây, cậu thực hiện vụ giao dịch lớn như vậy, không ngờ cậu cũng lợi hại thật đấy. Đào đào, bốn anh em chúng ta cộng thêm gia, một người 1.000 chia đều. Vậy thì không được, các anh đều lành lặn, chỉ có mình tôi bị thương. Dù thế nào tôi cũng phải được chia hơn chứ. Cậu muốn chia thế nào? Vậy thì chia như thế này đi. Yên tâm đi, tôi không đánh cậu đâu. Anh ấy đi đâu rồi? Tôi thực sự không biết. Thấy anh ấy thì nói là tôi có việc gấp cần tìm. Việc gì vậy? Chuyện này không cần cậu biết. Xem ra vị cách cách này đã gây thù với gia của chúng ta rồi. Dẹp đi, phải lòng nhau còn nghe được. Sao có thể chứ? Sao không thể chứ? Gia của chúng ta ông bướm vây quanh, nhưng không nhiễm bụi trần. Cậu biết cái gì? Giống như cậu vậy. Anh thì biết, chắc chỉ anh biết. Tôi biết không ít hơn anh đâu. Khoan đã, khoan đã, đây là của tôi.
Mới về sao đã đi rồi? Đúng thế, đúng quá còn gì. Chưa từng gặp người lúc sống. Đúng vậy. Rốt cuộc làm sao thế? Nhà còn bao việc chưa làm nữa. Lão bà, đây là tang sự của ai thế? Cậu ở ngoài thôn đến phải không? Tôi đến tìm một người bạn. Nhà ai xảy ra chuyện thế? Đổng đại nhân thôn của chúng tôi chết rồi. Đổng đại nhân. Dùng sức. Dương chân, cậu dùng sức đi. Cậu không được gì cả. Lúc nãy tiểu gia cười cậu thắng đó. A Dịch này được đấy. Tất nhiên A Dịch mạnh hơn Dương Chân rồi. Lại lần nữa. Thắng cậu ta. Nào. Chị quá thiên vị rồi. Chị thích đó. Bắt đầu. Hay là chúng ta đấu thử? Không. Chị vẫn nên đọ sức với gia đi. Tôi không đấu với chị đâu. Sao Sùng Lợi Minh vẫn còn chưa về vậy? Phải rồi Tư Tam. Hôm qua lúc cậu đến Thượng Lâm Tiên Quán, sao không hỏi Phương Nhi? Ai đến Thượng Lâm Thiên Quán thế? Sao thế? Thượng Lâm Thiên Quán mở rồi à? Tư Tam, chuyện thế nào vậy? Nói đi. Ngõ Cách Nạp, Thượng Lâm Thiên Quán là chuyện thế nào? Anh rõ hơn tôi mà. Biến, nói bừa gì thế? Anh, cái nơi đó bình thường tôi đâu có đi. Chỉ có cậu đi thôi. Được rồi. Thượng Lâm Thiên Quán là địa bàn của Thanh Bang. Cô có bản lĩnh niêm phong người ta? Người ta không có bản lĩnh gỡ ra à? Thôi, Thanh Bang này ở Kinh Thành đúng là không còn dương pháp nữa. Cô không thích, cô có bản lĩnh thì dẹp người ta đi. Anh tưởng tôi không dám à? Đi. Hai người giật tay vẫn chưa xong à? Chị Ngữ Sơ, Thanh Bang không phải nơi tốt lành gì. Tôi theo chị đi dẹp nó. Được rồi. Không lẽ hai người xem là thật à? Dám đi chung không? Tôi không đi đâu. Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho phiên chủ. Cô muốn đi, tự cô đi. Ngõ Cách Nạp. Có phục không? Không phục đấy. Không được à? Chứ gì nữa. Nào. Nhìn xem. Ngày mai còn đến để tìm nàng. Đại nhân. Phương Nhi cô nương đâu? Ta có chuyện muốn hỏi. Xin theo tiểu nhân qua đây. Đại nhân, người đến rồi. Người uống trà đi. Đại nhân, không biết lần này người đại giá quang lâm lại có việc gì thế? Tôi tìm Phương Nhi. Được. Lại đến tìm tôi à? Gần đây Sùng Lợi Minh có đến Thượng Lâm Tiên Quán không? Sùng Lợi Minh đâu phải nhà của tôi. Tôi còn phải canh chừng giùm cô à? Phương Nhi, lần trước cô ta niêm phong Thượng Lâm Thiên Quán, bây giờ mới mở cửa đã đến tìm người, cố tình gây sự mà. Cô nói lung tung gì thế? Không mau xin lỗi đại nhân đi. Tôi đâu có nói sai. Xin lỗi gì chứ? Cô, nha đầu chết tiệt. Tôi đi tìm cô ta. Đại nhân, người bớt nóng giận. Đại nhân. Sùng Lợi Minh thật sự không đến sao? Cô tự xem đi. Chỗ nào có không? Cô muốn lục soát không? Cô Phương Nhi, có phải cô có ý kiến gì với tôi không? Tôi nào dám. Tôi tìm Sùng Lợi Minh là vì chuyện công. Hy vọng cô đừng suy nghĩ linh tinh. Chuyện của cô và Bối Lạc Gia, tôi chả dám nghĩ đến đâu. Mấy ngày nay Sùng Lợi Minh giống như là biến mất khỏi Kinh Thành. Lẽ nào cô không quan tâm sao?
Anh ta đường đường là một bối lạc gia, tôi đâu xứng để quan tâm anh ta. Gần đây anh ta đang chấp hành một nhiệm vụ rất nguy hiểm, tôi lo lắng anh ta sẽ gặp phải bất trắc gì đó. Nhiệm vụ nguy hiểm? Nhiệm vụ gì? Đây là cơ mật. Có điều nếu như cô đã quan tâm anh ta thì hãy nói cho tôi biết gần đây anh ta đã làm những gì. Từ sau khi cô Niêm Phong Lâm Tiên Quán, một thời gian rất dài bối lạc gia không đến chỗ tôi rồi. Thế trước đó thì sao? Trước kia lúc anh ta ở chỗ cô có hành động nào khác lạ không? Cô quan tâm anh ta, cô nghĩ sao? Từ sau khi nhà bối lạc gia xảy ra chuyện, đúng là mỗi ngày anh ta đều đến chỗ tôi. Mỗi ngày đều rất sa sút tinh thần, mơ mơ màng màng như người say rượu, không có chút tinh thần nào. Có điều đột nhiên có một ngày, tinh thần của anh ta đột nhiên phấn chấn trở lại. Anh ta nói muốn điều tra một thứ, còn bảo tôi giúp đỡ. Tra một thứ, bảo cô giúp đỡ. Anh ta nói bảo tôi đừng tiếp khách nữa, để cái chỗ này của tôi lại cho anh ta dùng để tiếp khách. Tôi cứ tưởng anh ta nói đùa. Thế sau đó thì sao? Sau đó anh ta gặp một người, cầm một quyển ghi chú sinh hoạt ngày thường gì đó. Cảm giác như vẫn chưa tra ra được gì, thì cô đã niêm phong chỗ này lại rồi. Sau đó thì không còn gặp anh ta nữa. Quan tứ phẩm duy nhất đâu? Đổng đại nhân là người tốt à? Đúng thế. Vị này, ngài tìm ai thế? Tìm người. Vị này, ngài nói rõ ràng ra đi, rốt cuộc là ngài tìm ai? Tìm chủ tử của các người, Đổng Công Công. Chỗ này không có Đổng Công Công, chỉ có quan tứ phẩm Đổng đại nhân. Ngài tìm nhầm chỗ rồi. Quan tứ phẩm? Lúc nào thì một thái giám như Đổng Liên Hải đã trở thành một Đổng đại nhân rồi? Không phải, ngài không được vào. Đi mau đi mau, người này không chọc vào được rồi. Bảo chủ của anh ra đây mau. Được được. Mời cô. Tôi nghe nói trước kia Sùng Lợi Minh đã hẹn gặp không ít người ở quán của ông. Sao ngài lại hỏi chuyện này thế? Tôi và anh ta là bạn. Gần đây anh ta đang chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm, mãi mà cũng không có tin tức. Bối lạc gia có nguy hiểm. Ông nội, có khi nào là trước kia ở trong cung? Đừng có nói linh tinh. Tôi và anh ta đều làm việc ở Thần Cơ Doanh, là bạn bè rất thân thiết. Anh ta nói với tôi thịt dê quay ở chỗ này của ông là số 1 kinh thành. Còn nói muốn bỏ tiền túi ra mở một cửa hàng lớn hơn cho ông ở cửa trước. Cô nói như vậy xem ra thực sự là bạn của bối lạc gia. Chứ không thì sao tôi lại phải đến đây tìm anh ta? Vậy tôi cũng không giấu cô nữa. Mấy ngày trước bối lạc gia đúng là đã gặp một số người ở chỗ này. Người nào? Phần lớn đều là người trong cung. Bọn họ đã nói những gì? Bối lạc gia nói chuyện chúng tôi không tiện nghe, có điều thỉnh thoảng cũng nghe được vài đôi câu. Bối lạc gia giống như là muốn tìm một công công họ Đổng. Đổng Công Công. Được rồi, anh nói xem
Anh là ai? Tiểu nhân là con trai của Đổng đại nhân. Lúc nào thì thái giám cũng có con trai thế hả? Gia gia à, tuy rằng tôi không phải do cha nuôi sinh ra, nhưng mà ông ấy đối với tôi như ruột thịt. Ông ta chết khi nào? Cha nuôi tình sâu nghĩa nặng với lão thái hậu. Từ sau khi lão thái hậu chết, cha nuôi vẫn cứ ưu uất không vui. Không ngờ rằng chẳng qua bao lâu Thì xác của ông ta đâu? Tôi chỉ muốn cúng bái một chút thôi. Dạ, chôn từ lâu rồi mà. Vậy sao? Dạ, rốt cuộc anh có ý gì? Ý của tôi là những lời mà anh nói tôi không tin một câu nào hết. Mời. Anh nói cụ thể một chút nữa cho tôi. Dạ, tôi đã nói sự thật cho anh nghe hết rồi. Ngày hôm đó ông ấy dựa vào giường ho ra máu, đợi đến lúc có người phát hiện ra thì ông ấy đã không còn nữa rồi. Dạ, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì thế? Ai là người đầu tiên phát hiện? Là anh sao? Là quan gia Đại Đổng. Hôm đó tiểu nhân mang thuốc cho lão gia thì phát hiện lão gia. Các người mời mấy đại phu. Bệnh của lão gia nhà chúng tôi đã từng tìm đại phu ở kinh thành. Thầy thuốc lưu bắt mạch hành y mấy chục năm rồi, lẽ nào còn có thể bắt mạch sai sao? Thầy thuốc ở trong thôn cũng có tìm đến. Ông ta nói mới đầu cha nuôi là mạch quyền, sau đó là mạch đại. Đến đại tiên cô của Cao Gia Trang cũng đến tìm xem. Đại tiên cô linh lắm, chỗ chúng tôi ai có bệnh cũng đều sẽ tìm cô ấy đến xem. Không sai, giấy phúc là do tôi đốt. Đại tiên cô đặc biệt căn dặn tôi phải trộn với tàn hương thêm hạt xương thì dùng mới có tác dụng. Tối đó lão gia cứ nói là nhìn thấy lão thái hậu rồi. Đây, ngài nói xem có buồn cười hay không? Bình thường ngoài uống thuốc ra, ông ta còn ăn cái gì nữa? Bình thường cha ăn rất tinh tế, tất cả đều có người chuyên môn sắp xếp. Phải, lão gia luôn thích ăn những món tôi làm. Ông ta thích ăn nhất là gì? Nhiều lắm, thịt cá khô xào lăn, qua quê dây cá, còn có nhiều loại món ăn thôn quê. Ngài còn có chuyện gì nữa không? Anh sở trường nhất là làm món gì? Tôi Chim cút. Được, làm cho tôi hai phần. Cái gì mà A nữa? Tôi đói rồi. Đi mau đi, nhanh lên. Được rồi, tôi đi ngay. Dạ, anh xem sắc trời cũng đã tối rồi. Lát nữa anh ăn xong, tôi tiễn anh ra ngoài thôn nhé. Ai nói gia đây muốn đi? Thế tôi chuẩn bị cho anh một gian phòng sạch sẽ. Anh ở tạm tối nay nha. Sáng ngày mai rồi hãy đi. Không cần, gian này tốt rồi. Cái này không thích hợp lắm đâu. Gia đây dương khí nặng, thần quỷ đều không sợ. Trang điểm thế giai chính là để phá bỏ trướng ngại về giới tính trong lòng các người. Là Diễm Thế Phiêu, nhiệm vụ gì cũng đều có khả năng chấp hành. Dịch chung điều tra, theo dõi ám sát, rất nhiều lúc các người đều không được dùng khuôn mặt vốn có của mình để xuất hiện. Cậu cho rằng muốn biến thành một người khác dễ vậy à?
không nói về dáng vẻ, quan trọng là ở sự thay đổi của khí chất. Cậu phải mở lòng xác nhận chính mình, cảm thấy chính mình là một phụ nữ. Có biết khó nhất của thế giai là gì không? Không biết. Là gì? Là nữ nhưng tướng đàn ông, là nam nhưng tướng phụ nữ. Tướng phụ nữ. Đi đi đi. Được rồi, những điều tôi dạy các người đã nhớ hết chưa? Mang đồ theo, luyện cho tôi xem. Đi, nhanh lên. Đi thôi. Đừng hẳn hôi vào. Những điều tôi dạy các người có còn nhớ không? Cách cách. Chúng ta là võ tướng, quạt chỉ có con gái mới cầm thôi. Cùng tôi học. Tai, mắt, thân, pháp, bước. Đi một cái xem. Tai, mắt, thân, pháp, bước. Bước. Cách cách. Chúng ta là võ tướng, phải kéo dây rộng, đứng thành tướng kinh tuyến. Đây không phải tư thế thường ngày của ông cậu hay sao? Tôi còn là tư thế của cách cách đây này. Ông cậu, người phải mềm, lan hoa chỉ phải đẹp. Chân. Đọc. Tiếng mắng quân gia lý quá kém. Không. Không. Không cái gì? Không. Không nên cái gì? Không. Không nên trêu chọc cô gái tốt người ta. Cái gì mà cô gái tốt? Người ta tốt. Còn cười. Anh giỏi thì đọc đi. Cô nương tha bạn. Anh học cái nữa xem nào. Anh giỏi rồi phải không? Anh qua đây. Các cười cười cái gì mà cười? Ngài vẫn chưa ngủ à? Anh có bệnh à? Đêm rồi anh không ngủ, anh chạy đến đây dọa người ta hả? Tôi ra ngoài đổ nước cho gạo. Ngài đang làm cái gì thế? Da ăn no. Ra ngoài đi dạo. Tôi hỏi anh một chuyện. Anh qua đây. Anh có biết phần mộ, phần mộ tổ của Đổng gia ở đâu không? Biết. Ở ngay hai dặm sau thôn. Đằng sau thôn. Dễ tìm không? Dễ tìm. Từ cửa sau và bếp ra ngoài chỉ có một con đường thôi. Hả?
Dạ. Làm cái gì? Mẹ đi làm gì thế? Tôi đi xem. Nửa đêm nữa hơn, mẹ đi ra mộ làm cái gì? Khiếp lắm đấy. Anh nói cũng không phải là không đúng. Anh cầm lấy. Gia cho anh một nhiệm vụ. Chỉ cần anh đi cùng gia, sẽ cho anh cơ hội làm chim cút cho gia. Đi. Gia à, tôi sai rồi. Vừa nãy tôi nói linh tinh đấy. Gia à, chỗ này tôi chưa từng đến. Anh sợ sao? Tôi cũng sợ. Hay chúng ta đi cùng không phải là có thể săn sóc nhau hay sao? Anh mau đi đi. Gia ơi, tôi sai rồi. Cầm cuốc theo. Gia à, tha cho tôi đi. Gia à, hay là chúng ta về đi. Chỗ này quá dọa người rồi. Vẫn chưa đến à? Ở đâu thế? Làm phiền rồi. A Di Đà Phật, làm phiền rồi. Đổng. Gia. Anh cho rằng anh là ma sao? Đêm hôm thật sự muốn đào bới mộ người ta hay sao? Đó là phạm vào đại kỵ đó. Đưa đây. Cầm đèn cho tôi. Con cảm giác Sùng Lợi Minh đang ngầm điều tra một số chuyện. Chuyện gì? Hình như là có liên quan đến tiên đế Băng Hà. Khoảng thời gian trước, anh ta đã tốn rất nhiều công sức đi điều tra về việc ăn ở đi lại trước mấy ngày tiên đế Băng Hà. Trên ghi chú cuộc sống thường ngày, anh ta cũng đều ghi theo từng mục, gặn hỏi người đương sự. Xem ra Đức Kỳ bảo Sùng Lợi Minh chấp trưởng Diễm Thế Phiên quả nhiên có ý muốn điều tra nguyên nhân cái chết của tiên đế. Thế chúng ta có cần phối hợp với anh ta không? Cậu ta có điều tra ra được người nào không? Nghe nói cuối cùng điều tra Đổng Công Công. Đổng Liên Hải. Đổng Liên Hải này là một người thông minh. Từ sau khi lão Thái Hậu chết, ông ta đã cáo lão hồi hương trở về quê nhà. Sùng Lợi Minh tìm ông ta. Ngữ Sơ, nếu con không ngại, cũng đi một chuyến đến nhà Đổng Liên Hải, xem Sùng Lợi Minh có ở đó hay không. Nếu có ở đó mà cậu ta lại phát hiện ra được cái gì? Nhanh lên. Đuổi theo, nhanh lên. Lão gia, tiểu nhân chỉ đi đổ nước cho gạo, ai biết ngày ấy lại đến tìm tôi. Tôi thực sự là vô tội. Lão gia, nếu như ngài ở dưới có linh thiêng, đào thì đào đi. Sao mà anh nói lắm thế? Có chuyện, lão gia, ngài tìm anh ta, đừng tìm tôi. Gia, bọn họ đến rồi. Chúng ta mau đi đi. Tôi không đào nữa. Anh có đào hay không? Không đào. Không đào thì cầm lấy. Gia tự đào. Nhanh lên. Sao anh lại ở chỗ này? Chuyện gì thế hả? Thiếu gia, chuyện này thực sự không liên quan gì đến tôi. Muốn chết à? Bắt tay cùng một vụ giết người ngoài, tôi đánh chết anh. Cái đồ ăn cây táo rào cây sung.